thấy ngoại không, cho đến hữu pháp, vô pháp, không, cũng như vậy. Lại nữa, Bồ Tát ngôi trên, được tâm vô đẳng đẳng. A-sa-ma-sa-ma-xít-ta, cũng không tự cao, biết tâm tướng chân không, các ý luận về hữu, vô dứt. Hỏi, sao trong pháp của Thanh Văn gọi là tránh vị? Trong pháp của Bồ Tát thì vị chỉ gọi là vị. Đáp, nếu nói tránh vị cũng không lỗi vì cớ sao? vì nếu nói bồ tát pháp vị ấy thời là tránh trong pháp thanh văn chỉ nói vị không nói thanh văn vị vì vậy nên nói tránh vị lại nữa người học pháp thanh văn không tâm đại từ bi vì trí không lanh lợi chưa sanh tâm nhàm chán còn cầu biết nhiều pháp, xanh nhiều tà kiến nghi hối, còn tâm đại từ thương tất cả, phần nhiều cầu độ thoát chúng sanh khỏi khổ, xanh, già, bệnh, chết, không cầu phân biệt các thứ hí luận. Ví như ông trưởng giả có một người con, hết sức yêu nó, nó mắc bệnh, ông chỉ cầu thuốc hay trị lành bệnh, chứ không cầu phân biệt hiểu các tên thuốc, lấy theo thời tiết, hòa hợp, phân số, vì vậy các bồ tát từ nơi quả quán 12 nhân duyên pada, không từ nơi nhân quán, người kiến nhiều từ nơi quán, người ái nhiều từ nơi quả quán. Các người thanh văn nhân nơi tà vị nên có chánh vị, bồ tát tà vị mỏng nên chỉ gọi là bồ tát vị. Hỏi, trong pháp thanh văn từ khổ pháp nhẫn, dukkha ti, cho đến đạo tỷ nhẫn, gọi là chánh vị. Khi mới quán khổ đế, gọi là khổ pháp nhẫn. Khi biết rõ khổ đế gọi là khổ pháp trí, cho đến khi mới quán đạo đế của hai cõi trên gọi là đạo tỷ nhẫn, khi biết rõ đạo đế của hai cõi trên gọi là đạo tỷ trí. Nhẫn là nhân, trí là quả n. D, như trong kinh nói, ở trong ba ác đạo không thể được ba việc là tránh vị, thánh quả. Ariapala, Lậu tận, Astravasaya. chấm những người phá giới dujila ta kiến mitia tạo tội ngũ nghịch vinccenchia cũng như vậy vậy từ pháp gì được gọi là bồ tát vị đáp phát tâm tu hành đại bi mahakaruna và phượng tiện đầy đủ apaya Kausalia, chấm hành bốn pháp ấy được vào bồ tát vị bodhisattva chấm như trong pháp thanh văn trước hết phải đủ bốn tiện căn là noãn pháp nhận pháp đành pháp thế đệ nhất pháp vậy sau mới vào tránh vị khổ pháp nhẫn mọc kép hỏi trong sự tu hành đều đã gồm đủ bốn pháp cớ sao lại phân biệt làm bốn đáp mới phát tâm tuy có tu hành mà tu chưa lâu nên không gọi là tu hành như người ở nhà tuy chọn ngày không ở một chỗ song không gọi là đi lại nữa khi mới phát tâm chỉ có ý nguyện khi hành mới tạo tác lấy của cho người thọ trì cấm giới như vậy hành sáu ba la mật ấy gọi là hành. Tu hành rồi do bát nhã ba la mật biết thật tướng các pháp do tâm đại bi thương niệm chúng sanh. Nếu không biết thật tướng các pháp nhiễm trước pháp thế gian hư dối chịu các thứ thân khổ tâm khổ. Ấy chỉ còn mang danh từ đại bi nên không gọi là tu hành phương tiện là đầy đủ bát nhã ba la mật nên biết các pháp không đầy đủ đại bi tâm nên thương xót chúng sanh. Đối hai pháp ấy, do lực phương tiện nên không sanh nhiễm trước. Tuy biết các pháp không, do lực phượng tiện nên không bỏ chúng sanh. Tuy không bỏ chúng sanh, cũng biết các pháp không. Nếu đối hai sự ấy bình đẳng, tức được vào Bồ Tát vị, như người thanh văn đối hai pháp định tuệ được bình đẳng, tức được vào chánh vị pháp chí bi đỉnh tuổi ấy tuy có hành mà còn có tên gọi khác không gọi là tu hành từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng những sự thực hành ở khoảng trung gian ấy đều gọi là tu hành vì có sai khác chút ít nên có tên gọi khác là điều dễ hiểu ví như có người mới phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác muốn độ thoát hết thảy chúng sanh khỏi các khổ thân tâm sanh, già, bệnh, chết, phát lời thề lớn để trang nghiêm, do công đức và tuệ minh nên sở nguyện đều viên mãn. Hai việc ấy có sáu phẩm tu hành gọi là sáu ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục là phần công đức tinh tấn, thiền định trí tuệ là phần tuệ minh. Tu hành sáu ba la mật biết các pháp tướng thậm thâm vi diệu, khó hiểu khó biết, suy nghĩ rằng chúng sanh nhiễm trước các pháp trong ba cõi, lấy nhân duyên gì để khiến chúng sanh sanh hiểu được các pháp tướng. Hãy lấy các công đức đầy đủ, trí tuệ thanh tịnh thành tựu thân Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tùy hình, ánh sáng, thần thông vô lượng. Lấy 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp không chung bốn trí vô ngại, xem xét người có thể độ, thì thuyết pháp, khai hóa, ví như chim kim xí xem khắp các con rồng, con nào mạng sắp tận, dùng cánh quạt biển khắp nước rẽ hai bên, rồi bắt lấy mà ăn. Phật cũng như vậy, dùng Phật nhãn xem chúng sanh trăm năm nẻo ở mười phương thế giới, ai đáng được độ, thì đầu tiên hiện thần thông, tiếp đến mở bầy tâm ý họ, do hai việc ấy, trừ ba chướng ngại. Một rồi thuyết pháp cho họ nhổ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Được Phật lực, có vô lượng thần thông, giả sử hư dối còn có thể tin được, huống là nói thật. Ấy gọi là phương tiện. Lại nữa, Bồ Tát dùng bát nhã ba la mật viết tướng các Pháp nhớ bổn nguyện muốn độ chúng sanh của mình mà suy nghĩ rằng. Trong thật tướng các Pháp chúng sanh là không thể có được, sẽ làm sao độ lại suy nghĩ rằng, trong thật tướng các pháp, chúng sanh là không thể có được, nhưng vì chúng sanh không biết thật tướng các pháp ấy, nên muốn khiến cho chúng sanh biết được thật tướng ấy. Lại nữa, thật tướng pháp ấy cũng không ngại chúng sanh. Thật pháp tướng ấy gọi là không bị trừ hoại, cũng không tạo tác ấy gọi là phương tiện. Đầy đủ bốn pháp ấy được vào Bồ Tát vị. Kinh Muốn phá địa vị thanh văn, bích si Phật mà chú địa vị không thối chuyển nên học bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, Bồ Tát khi vào pháp vị tức đã quá địa vị thanh văn, bích si Phật mà chú địa vị không thối chuyển nơ vêu vát ti ca cớ sao còn nói lại. Đáp, tuy ba việc một lúc mà các pháp tương ưng khác nhau nên thứ lớp tán thán như trong nhất tâm một lúc được năm vô lậu căn mà phân biệt nói mỗi tướng của nó. Bồ Tát khi vào Pháp vị dứt bao nhiêu kiết sử, được bao nhiêu công đức qua khỏi địa vị ấy, chú ở địa vị ấy, chỉ có Phật biết được cũng vì muốn dẫn dắt các Bồ Tát nên Phật mỗi mỗi tán thán. Như mở đầu kinh này, Phật ở núi Kỳ Sa Quật cùng với 5.000 tỷ kheo, đều là bậc A-La-Hán, đã hết các lậu, việc cần làm đã làm xong. A La Hán chính là lậu hết, lậu hết chính là việc cần làm đã làm xong, cũng vì dẫn dắt người khác khiến cho tâm họ thanh tịnh nên mỗi mỗi nói lời tán thán, không có lời. Đây cũng như vậy, vào pháp vị chính là qua khỏi địa vị A La Hán bích si phật mà chùa ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa, nhân vào pháp vị nên được qua khỏi địa vị A La Hán bích si phật mà chùa ở địa vị bất thối chuyển. Hỏi vào trong pháp vị là qua khỏi. Già, bệnh chết dứt hết các kiết sử, phá ba ác đạo và cũng chú vào các công đức như trước đã nói. Sau đây lại chỉ nói qua khỏi địa vị thanh văn, bích si Phật và chỉ nói chú ở địa vị bất thối chuyển. Đáp Bỏ các việc áp được các công đức sau sẽ thứ lớp nói đến công đức về chỗ ở. Các pháp cần phải có thứ lớp không thể kiếp nói một lần. Lại nữa, Bồ Tát khi mới phát tâm, điều đáng sợ nhất là địa vị thanh văn, bích si Phật. Giả sử đọa địa ngục cũng không sợ bằng, vì không vĩnh viễn phá đạo đại thừa. A la hán, bích si Phật đối với đại thừa này cho là đã diệt vĩnh viễn. Ví như chỗ đất trống có cây tên là xá ma lê cành là rộng lớn, nhiều chim tụ lại ngủ, một con bổ câu đến sau, đậu trên một cành, cành lá đó liền bị khô gãy, Thần chạm hỏi thần cây, chim lớn như chim cắt chim thú đến đậu sao cây chịu nổi, còn chim nhỏ đến đậu lại không chịu nổi. Thần cây trả lời, chim nhỏ này từ trên cây ni câu lỗ oan ra với ta bay đến, nó ăn trái cây kia rồi đến đậu trên ta chắc sẽ ỉa ra, hạt rơi xuống đất cây ác lại mọc lên, gây hại rất lớn. Vì vậy, đối với một chim bồ câu, lòng rất lo sợ, thả bỏ một cành, mà được toàn vẹn to lớn. Cũng như vậy, đối với các ngoại đạo, ma chúng, các kiết sử, ác nghiệp, không sợ bằng sợ A-la-hán, à bích si Phật vì cớ sao. Vì thanh văn, bích si Phật ở bên Bồ Tát cũng như chim bồ câu kia, làm bại hoại tâm đại thừa, dứt luôn sự nghiệp thành Phật, vì vậy nên chỉ nói qua khỏi địa vị thanh văn, bích si Phật chú ở địa vị bất thối chuyển là từ khi mới phát tâm lại đây thường ưa thích chú ở địa vị bất thối chuyển nghe các bồ tát phần nhiều thối chuyển nên khi phát tâm lập nguyện rằng lúc nào sẽ được qua khỏi địa vị thanh văn bích si phật mà chú ở địa vị bất thối chuyển vì vậy nên nói chú ở địa vị bất thối chuyển hỏi thế nào là địa vị bất thối chuyển đáp nếu bồ tát quán hết thải pháp chẳng xanh chẳng diệt chẳng chung chẳng phải chẳng chung. Quán các pháp như vậy, được thoát khỏi ba cõi, chẳng vì không, chẳng vì phi không. Một lòng tin nhận thật, tướng trí tuệ của mười phương chư Phật sử dụng không thể hoại, không thể đồng ấy gọi là pháp vô sanh nhẫn. Pháp vô sanh nhẫn chính là địa vị bất thối chuyển. Lại nữa, vào Bồ Tát vị là địa vị bất thối chuyển, qua khỏi thanh văn, Bích Si Phật cũng gọi là địa vị bất thối chuyển. Lại nữa, chú ở địa vị bất thối chuyển, đời đời thường được quả báo thần thông, không mất không lui. Nếu Bồ Tát được hai pháp ấy, thì tuy ngộ được thật tướng các pháp mà vì tâm đại bi không bỏ chúng sanh. Lại có hai pháp. Một, trí tuệ thanh tịnh. Hai, trí tuệ phương tiện. Lại có hai pháp. Một, thâm tâm niệm tưởng niết bàn. Hai, việc làm không lìa thế gian ví như rồng lớn, đuôi ở biển cả, đầu ở hư không, chấn động sấm chớp mà đổ mưa lớn. Lại nữa, Bồ Tát bất thối chuyển, được trí tuệ thật tướng của các Pháp ấy. Buta Laksana, đời đời không mất, không bao giờ tạm lìa, đối với thâm kinh của chư Phật, không bao giờ nghi, cũng không làm trở ngại, vì cớ sao? Vì chưa được hết thảy trí tuệ nên không vì phương tiện gì, nhân duyên gì nói ra như vậy. Bồ Tát bất thối chuyển thường với thâm tâm không bao giờ sanh ác. Bất thối chuyển mà thâm tâm thì tích tập các thiện còn thiện tâm thời làm các bất thiện. Hỏi, nếu tướng của bất thối chuyển là được pháp vô sanh nhẫn sao còn thiện tâm làm các bất thiện? Đáp, có hai thứ bất thối chuyển. Một, được pháp vô sanh nhẫn. Hai, tuy chưa được pháp vô sanh nhẫn nhưng Phật biết nhân duyên tác nghiệp quá khứ vị lai của người ấy, chắc sẽ thành Phật, nên vì lợi ích người hai bên, Phật thọ ký cho người ấy, vị Bồ Tát này tuy con mang nhục thân sanh tử, kiết sử chưa dứt nhưng là tối đệ nhất đối với hàng phàm phu, ấy cũng gọi là tướng bất thối chuyển. Nếu được Pháp vô sanh nhẫn, dứt các kiết sử, ấy thời thanh tịnh hết nhục thân cuối cùng, được pháp tánh sanh thân kiết sử, không làm ngăn ngại, không cần dạy răn, như chiếc thuyền ở giữa sông hằng lớn, không cần, không cần điều khiển, tự trôi đến biển lớn. Lại nữa, có khi mới phát tâm, sẽ nguyện lớn nguyện dứt các phiền não, biết thật tướng các pháp liền được bất thối chuyển. Có khi chỉ hành bố thí ba la mật liền đầy đủ sáu ba la mật cho đến hành bát nhạo ba la mật cũng như vậy. Có khi hành sáu ba la mật chưa được bất thối chuyển, đến khi sanh tâm đại bi đối với chúng sanh liền được bất thối chuyển. Có khi được tâm đại bi mà lại nghĩ rằng, nếu các pháp đều không, thời không có chúng sanh thì có thể độ ai, khi ấy bi tâm liền yếu kém. Hoặc thấy chúng sanh đáng thương mà đối với các pháp trí quán không còn yếu kém. Nếu được lực phương tiện đối với hai điều ấy, đồng đẳng không thiên lệch tâm đại bi không ngăn ngại thật tướng các pháp, ngộ được thật tướng các pháp, không ngăn ngại tâm đại bi pháp sanh. Có phương tiện như vậy, khi ấy liền được vào Bồ Tát Pháp bị chú ở địa vị bất thối chuyển như đã nói trong phẩm vàng xanh. Lại nữa, tướng bất thối chuyển như hai phẩm bất thối chuyển ở sau sẽ nói hết chương 39.